Thêm sự kiện. Có thể click vào nút thêm sự kiện tại tab lịch biểu, hoặc bấm vào column 2 của tab lịch biểu để mở lịch biểu. Bấm vào xem lịch tháng, hoặc bấm vào thêm một sự kiện để thêm sự kiện. Bấm vào sự kiện mới. Chọn ngày, bắt đầu và ngày kết thúc. Chọn thời gian diễn ra. Tiêu đề của sự kiện. Mô tả sự kiện. Mức ưu tiên của sự kiện. Nhắc nhở. Nếu mức ưu tiên của sự kiện là cao, thì nhắc nhở sẽ được nhắc nhở liên tục trong 3 ngày khi sự kiện sắp đến. Màu của sự kiện mà bạn thích. Biểu tượng của sự kiện. Và bấm đồng ý. Click vào ngày đó và xem lịch ngày, bạn sẽ thấy sự kiện. Click vào sự kiện để thay đổi thông tin hoặc xóa bỏ.